Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Bây giờ thì mình đã biết là tại sao dùng để đào là như thế nào rồi. Lúc nãy thì mình chưa có nghĩ ra, mới hướng dẫn các bạn clam thôi. Cái dự án Zozo này thì chúng ta sẽ dùng cái con NFT này để đào Zozo mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ có 167 giờ, phải không các bạn? 25 phút 52 giây. Thì chúng ta sẽ dùng cái con NFT này để đào Zozo mọi người nhé. Thì lúc nãy mình chưa hướng dẫn các bạn đào mà mới hướng dẫn các bạn claim thôi. Thì bây giờ mình mới hiểu ra là chúng ta đào như thế này. Ở bên này thì mình đã thực hiện một cái lệnh và nó đã chạy ở đây rồi. Đấy. Đấy, ở đây tốc từ này chạy rồi nhé mọi người nhé. Đấy thì chúng ta sẽ làm như sau. Vào đây thì mọi người sẽ ấn vào đây stack này. Thì chúng ta phải chọn ở dưới này nhé. Ví dụ con trên này là một thì chúng ta phải ấn lên là một này. Đấy thì sau đấy mình phải ấn confirm này. Trời ơi, lúc nãy mình cứ không biết không nhìn thấy cái số ở dưới. Mình không nhìn thấy ở dưới này mà cho lên một lên hai ở đây. Đấy, chúng ta sẽ phải dùng một ít để làm phí nhá mọi người. Đấy, BNB chúng ta sẽ dùng BNB để làm phí. Chúng ta sẽ stake Zozo và Zozo lên sàn để chúng ta có thể bán được ấy. Và bây giờ nó cũng đã lên sàn rồi mọi người nhé. Đấy, mọi người cứ đào cho mình, cứ upro cho mình là được. Các bạn upro càng sớm thì càng tốt, mà tốc độ đào này càng càng cao thì mình sẽ nhận được càng nhiều ấy. Ở bên này nó chạy rồi nên nè mọi người ơi. Đấy, ở đây các bạn thấy nó là ghi là stake 1 này. Đấy, nó đã ghi stake 1 rồi đây này. Đấy các bạn ạ, mai sau này thì nó sẽ đây là tốc tờ reward. Đấy, mai kia này mình sẽ có thể claim được ấy. Lúc nào mà mình muốn không ấy nữa thì mình ấn vào unstake ấy. Đấy, lại chọn cái này. Đấy, lại ấn lên xong là unstake. Còn muốn muốn rút ra ấy, thì mình lại ấn lại Harvest Reward nhé. Đấy thì nó sẽ ra cái này. Trời ạ, không có biết mọi người ạ. Đấy, ngày mai ngày kia thì nó sẽ ra một cái chương trình nữa là nó sẽ cho dùng những cái con này. Và mình như kiểu gọi là những cái con này mình giao phối hoặc là mình mua những con khác để giao phối để nó để ra những cái con mới ấy. Đấy thì nói chung là nó như kiểu game. Một số bạn chơi game thì các bạn sẽ hiểu cái như, mình như kiểu gọi là nhân giống đấy mọi người nhé. Đấy, mình dùng cái NFT này để cho nó kết hợp với một cái con NFT khác để nó nhân giống ra con NFT ấy. Dùng con vịt nó để ra con vịt ấy. Đấy thì ngày mai hay ngày kia thì nó mới triển khai cái dự án đấy để cho mình farm ấy, đào Zozo đấy. Đây là cái chương trình mà mình mới đọc nó lúc nãy này. Đây cái chương trình này. Play to earn NFT này. Chứ Zozo và earn Zozo này, đây là cái này. 2 triệu. 2 tỷ. Và các bạn, Zozo này, đấy. Cái này thì là ngày mùng 6 tháng 9, mùng 7 tháng 9 đấy, mới có cái này. Hôm nay thì mình cứ để cho nó đào này đi mọi người nhé. Trời ơi, lúc nãy còn không biết ấn vào đâu để cho nó đào, rồi bây giờ thì ấn như thế này là nó đã đào rồi đấy mọi người nhé. Đấy thì bạn nào mà chưa 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 biết ấn thì các bạn làm theo hướng dẫn nhé. Mình sẽ update một cái video nữa lên cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.